có những lúc một động tác mà mình tập đến 2 tiếng đồng hồ và mình cũng không để ra dáng được. Những lúc như thế mình cảm thấy rất bất lực, rất có lỗi với cả anh Ngọc Tân và bạn nhảy Sơn Lâm, muốn bỏ cuộc. Nhưng mà hai người đó luôn luôn bên cạnh mình, động viên để mình cố gắng hơn. Và mình sẽ cố gắng để bơi. Chân phải của mình đau tại vì hôm trước mình vừa bị vô ếch. Mình không nghĩ là mình có thể kéo được chị ý chạy được một đoạn là mình sẽ phải đi bộ. Nhưng mình đã chạy bon bon và mình không cảm giác mệt mỏi như trước nữa. Khi nhìn vào gương, tự dưng nước mắt mình chảy ra. Mình chỉ nghĩ lại là ngày trước mình sống rất ỷ lại. Khi vào đây không có bố mẹ bên cạnh, không hiểu sao lúc ấy mình thấy là trên đời này bố mẹ mình là yêu thương mình nhỉ. Những lần đi thể dục thì cũng có bố mẹ đi bên cạnh. Nhưng bây giờ vào phòng tập gym tập một mình, nhìn chung quanh một hàng ghế xe đạp, lúc ấy chỉ mong được chạy đến ôm bố mẹ, nói con nhớ bố mẹ lắm. Một tháng nay rồi mình không được gặp bố mẹ. Bài nhảy của mình thì lúc đầu có chút gì đó là lãng mạn nhẹ nhàng. Có một cảnh là Lâm phải ôm mình và đỡ cả một cái thân hình nặng hơn 100 cân của mình. Thà đỡ ấy là Lâm phải đau lưng, còn tức ngực, khó thở thì chắc là sẽ có rồi. Cho nên Lâm ơi, Lâm có gì Lâm giúp tiên. Chúng mình cùng cố gắng.